Trời quái ơi. Rồi, đang chẹo thì chứ nhỉ. Rồi, ha. À, tới chào chồng nha. Ông chồng nó không được may mắn lắm thì cháu đâu. Đó nhỉ. Chẳng thích ông chồng là làm gì thì chồng. Ông chồng cái gì mà chưa xét hết quả. Rồi xuống đi, cháu có dọn như là khá sạch nhỉ, vất vả của cháu quá nhỉ. Cái gì thế mà không biết sủa. Vừa biết mắt đã biết sủa chưa? Không xấu tí ạ. Nó vẫn không vững được. Ôn ở dưới. Lăn lại đấy, đấy. Mấy kia phải coi chỗ ăn sạch sẽ nhá. Cái này nó ra mình bó mình phân tách nó ra nhỉ. À cái này nữa. Thích hơn đấy, nên bán được giá hơn đấy. Thử nhá, xét thử nhá, nào ngó, cái nào thay chỗ nữa. Trời quái ơi. Thấy chưa? Ông có bao nhiêu này đấy? À, đi kia làm dọn cái nước gì hết cả người rồi thế này, đen xì hết rồi thế này. Ôi giời, ông lên buồn, ông đi rửa mặt cho cháu nhá. Ông lấy khăn rửa mặt cho cháu đó. Rửa mặt cho. Ông người thân thái của ông làm gì mà đen hết mặt đây, rửa cho sạch sẽ trắng trở lại vô, thở ông ngóc bốc hơi không. Người rồi, đang chẹo thì chứ nhỉ. Rồi, à, lấy đốt qua đây cháu. Lúc này ông đi mua về chứ ông đã mất chồng ấy. Được. Cái này cái đuối dài dài đây, cái này là dưa đấy, dưa mà chồng mang chim mẹ nếu mà được mẹ ăn đấy, cái này đuối dài dài đấy. Cái này cũng hạt bí, bí đỏ ấy. Tí ông người cháu phải chân mới chồng nhỉ. Nghỉ tí nhá. Ông cất cái nó đã. Ông cất cái nó ra. Ở nhà đợi ông có lâu không? Ở đây dép mặc áo rồi nhé. Ông không thấy dép nhé. Ông vừa rồi dốc không có dép đâu. Nhà có đợi ông có lâu không? Hả? Để lâu không? Một tí gì? À, phải rồi. Rồi. Cũng đi lại cũng thích mình nghỉ ngơi tí ấy. Rồi tí ông đang bên chồng nhỉ? Nghỉ sắp ốm à? Hả? Đau đầu không? Không có đau gì. Trên tay còn không đau đâu rồi chứ. Khỏe rồi. Rồi. Có ở nhà có ai qua đây không? Không có gì. Ở toàn rồi. Cháu ở đây không có hơi buồn buồn nhỉ. Đây, ông cháu đi cầm lúc nhỉ. Cháu về ông cháu làm gì khác nhỉ. Ôi ông quên nó đỡ lấy cuốc cả nhỉ. À, cái này mang hơi kìa đấy à. Ông cố phủ cho cháu nó cho cháu bạn hơn cháu chồng nha. Ông chồng nó không được may mắn lắm thì cháu đâu. Người đất cằn cứ đang trồng tha tí xem này con dê có hợp pháp mình không nha.
vào cho trong hết thu đấy nhá. Cháu chọn thích chọn chúng là làm gì thì trồng, đâu trồng cái gì mà cứ xét hết quả. Có nhiều quá nhỉ, thoải mái nhỉ. Trồng thấy mệt thì bỏ ông nhá. Cháu có dọn đường này khá sạch nhỉ, vất vả của cháu quá nhỉ. Đó, mình có chỗ gần 12 hộ thôi, còn cháu ấy, mấy hôm nữa là mọc lên là mình có cách để rào hay làm dàn đây thôi. Chúng ta đã hết rồi, mà còn là giống mình mang về nhà nhỉ, cháu nhỉ. À, cháu ơi. Tôi xong rồi cháu xuống dưới rửa chân tay qua chai nữa, ông ghé chỗ này xem nó chạy chạy rồi có măng khoảng không. Cháu gái ơi, trời khi sắp mưa cháu tranh thủ lấy tí cỏ cho có thỏ ăn nhé. Vâng, cháu ở phía kia đấy nhé. Tình trạng này trời đang vừa khô rồi, để chỗ này cứ ổ đầu cứ đào cứ rãnh đây đã để thoát mưa thoát nước. Để cuốc ở cái rãnh nối trước để cháu gái mình cuốc ốc này để thoát nước mưa. Mưa được dọn rồi, cây nhà đã dọn sau hết rồi đã. Bây giờ con củ mít gì thế mà không biết sủa, vừa biết mắt đã biết sủa rồi. Thôi bỏ đây đã, đào lên không ai biết sao để dùng làm đảm bác. À, tiếp kẻ này ra đây để vào những quốc sản xe đen đó. Mệt, mỏi tay thật đấy.
này có một cái lối nước thoát ở đầu xuống trước cửa nhà đó. Bằng nó đẹp đẹp tí. Mấy ông ấy cũng cứ đầu đẹp xí qua lên thăm mình sau. Ông ấy tốt lắm. Tốt từ đầu xuống tận móng chân. Chưa có ai tốt mình thế đâu. Lấy được khó không chứ không khó à, được làm khó cái ngày người về thấy đó mình đi chuyện nhau sau. Chạm bát không có vô để bát này. Con tụt ra hết rồi, chắc hủy được rồi nhé. Cái gì thì hóa nhỉ? Ở con dê nó xoàn cái chuông sao nhỉ? Giống như họ là cái gì đấy. Con ngón tay bé nhìn và tay tròn để phát được. Tiết rồi hết mái nhà rồi mà mày lúc nãy mình đào cái kia thoát nước đấy cho cái đường ướt rồi không sao không ướt được. Hôm nay có cái tấm này rồi che được hết mày đấy, nó chù che nó nhớ hết mà là ôm nhau ngủ sau ghét sau thì cái này vừa mới cho ông ấy cái ăn cái đào cái chặt bát.
cái cây đấy. Ông cái cháu ông hỏi đào tí nhé, rất là xấu tí đấy. Nó đang không vững được. Đây cắt cho ông nha. Cái này cho ông nha. Và dưới đây cũng thế. Cháu ơi, cháu cắt cho ông ấy. Đấy, đúng rồi, về to tí, không sao. To dễ làm hơn. Thank you.
khi gặp mà nha, tôi gặp tạm ở dưới đấy, dưới đây đo xem dài đến đâu để chặt ra đi đấy. Ôi trời ơi, bác cái cây ở cái đại lý ấy, cái cây không làm được bác cho ngay về đây như là cái giác đấy. Dưới chín mình sẽ bắt đầu đấy. Ý vui lắm. Cháu ơi, cháu lấy cả con tuyết kẹp xong, cháu lấy hai khúc này lấy đi rửa sạch sẽ nhé, rồi mới úp xuống nhé, mà khi để bát mới sạch sẽ nhé. Ông đo cây đằng từ dưới. Ôn tầng dưới
Ủa tốt. Đặt đầy đủ cháu ơi. Đây. Đây có mấy cái rồi, đây 1, 2, 3, cắt một cái nữa. Cũng là đường vít đó. Đúng rồi, đây cũng rồi, tao này cũng cái một ngồi đây thôi nhỉ. Đào tay ra. Quét đi sạch sẽ đây nhỉ. Mấy ông cháu mày là tay đâu ông xét à mấy cái gì vào đọc vào tay cháu á mỗi tí là cách tìm cháu còn mấy mốt đấy cứ gà ra đi nhỉ mình cứ gì chăn gà sau nhỉ gà thì đói sau đấy vì bây giờ mấy chiều đó cơm cháu lấy cái nồi bé đi nấu cái cơm lô mấy chị nhé ông đi làm cái máng cho mấy chị cô chú để ăn nhé cháu chăm sóc mẹ mẹ đi nhé cho nó cơm nhá, ông bọc cái cây kia làm cái máng. Ông ăn một cái máng cho mấy kia ăn cơm ở đây này thoải mái ở đây này. Ôi cháu, cái này ổn rồi nhỉ.
đúng rồi, cái này đâu khóa nó đâu phải lăn lên lăn lại đấy, đấy. Cái kia phải có chỗ ăn sạch sẽ nhá, đặt nước kia nha, cái này vẫn được đấy. Đó. Mình nấu đồ cho bất kỳ ăn. Đi ra ngoài á, đi nhặt đâu là đi bán mua bán đồ thực phẩm nhẹ ăn nhé, lấy vui mặc quần áo nó sầu cũng nhỉ, nó coi này, đi được, à, mưa đấy, không thấy gì hết, ông mặc sầu áo thôi. Thì đó. Có dâu à? Cẩn thận cháu nha. Đây là dâu gai này. Thấy được không? Đọc vào tay đấy. Được. Thấy thấp. Cái này là nó ra mình bó mình thân tách nó ra nhỉ, à cái này nữa. Cái này họ thích hơn đấy, cái này bán được giá hơn đấy, có còn đẹp hơn chứ. Đây có không cháu ơi?
to. Rồi nha, xét rồi nha, nàng áo, cái nàng thay cho ông nha. Rồi. Dạ. Ăn chan phải ta. Dạ. Ua, chú bỏ thì bỏ thôi, chú bỏ mà.